chương trình đào tạo của chúng ta không thực tế, nó không đáp ứng với cả nhu cầu của các doanh nghiệp trường này, và người ta nhớ ngay là cái trường đấy nó như thế nào và có thể giúp được cái gì. Thì cái về phần marketing thì chắc là sở trường của anh ấy. Thì với những cái hỗ trợ của anh Hải, Hải thì làm cho website, thông báo hay là cái gì đó thiết kế để cho nó, hoặc là những cái chính sách tư vấn để tuyển sinh của học sinh, hiện nay mình tuyển sinh của học sinh để tốt nhất. Vâng. Thế thì làm thế nào để đây truyền thông và tạo ra cái đội ngũ công tác viên để chuyển sinh, tức là xây dựng chiến lược marketing cho tuyển sinh, cho tuyển sinh và tập trung vào những cái khu vực hiện nay tại trường, cho tuyển sinh và giải quyết việc làm. Vâng. Tức là mình sẽ phải làm với người học và cái doanh nghiệp sử dụng lao động. Mình lại nhận thấy là từ những cái tình nguyện viên ngắn hạn Live for Change á, thì đúng là cái phong cách làm việc của họ và cái chuyên môn của họ thì cực kỳ là hiệu quả, rất chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Và trong cái thời gian tới là mình cũng nghĩ là mình nên tăng cường cái lực lượng tình nguyện viên này. Mục đích chính của chúng tôi là muốn cho đầu tiên là tất cả các giáo viên phải nắm rõ được, có một cái nhận thức đúng đắn về giới và bình đẳng giới. Hiện có 200 cán bộ nhân viên, trong đó thì tỷ lệ là 115 nữ, còn lại là 85 là nam. Rất là muốn về cái quan hệ bình đẳng giữa nam nữ, nhưng mà thông thường là các cô hay là đứng thụt lùi hay nhường cho những cái nam là sử dụng những vị trí quan trọng. Thì có cách nào để là động viên để làm cho các cô là vậy đứng lên ngang hàng như thế nào? Mình quan điểm thế này, nếu hỏi ban cố vấn của trường là phải tham gia mọi mặt của trường. I have to use some version in English to show some partners because when they come there, they would like to have some information about the college.